Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D. Trước mắt các bạn đang là hộp của một sản phẩm chậu lavabo chính hãng đến từ thương hiệu Casa. Đây là mẫu chậu âm bàn đá có mã hiệu là L5113. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một bản mở hộp và đánh giá chi tiết sản phẩm này. Trước tiên mình sẽ cùng các bạn đi vào mở hộp. Và trước khi đi vào mở hộp thì mình sẽ cho các bạn xem qua tổng thể bên ngoài của hộp đã. Chúng ta sẽ có một chiếc hộp cắt tông như thế này. Có bên ngoài dập thương hiệu Casa Lavabo với mã hiệu sản phẩm như thế này. Bên cạnh của vỏ hộp thì chúng ta có những cái thông số kỹ thuật cơ bản. Đây các bạn có thể thấy. Các thông số kỹ thuật như là trọng lượng này, chất liệu này, các thứ. Giờ mình sẽ tiến hành mở hộp. Bên trong chậu được úp mặt xuống như thế này. Bên trong của hộp rất đơn giản, chỉ đúng có cái chậu này thôi, sẽ không có phiếu bảo hành, không có giá treo chậu hay gì cả. Tất cả mọi thứ chỉ có đúng cái chậu sứ như thế này. Và đây là mẫu chậu sứ của chúng ta sau khi nhấc ra ngoài vỏ hộp. Và trong quá trình mình nhấc cái mẫu chậu sứ này ra, mình phát hiện là phía mặt dưới của chậu là có đính kèm một cái bản vẽ kỹ thuật như thế này, rất là to. Và cái kỹ thuật này là phổ giấy A1 các bạn nhé. Đây, trước mắt các bạn đang là chi tiết của cái bản vẽ kỹ thuật đi kèm bên trong hộp của chậu lavabo này. Bản vẽ này là bản vẽ kỹ thuật giúp chúng ta đục lỗ bàn đá hay là đục lỗ vòi, chúng ta lắp đặt chậu như vòi. Cái ký hiệu vẽ rất chi tiết như này. Bản vẽ này có hai mặt các bạn nhé, mặt trước mặt sau này. Và nên đọc những cái bản vẽ như này trước khi lắp đặt chậu. Giờ mình sẽ cho các bạn soi chi tiết cái phần sứ của chậu trước. Đấy, các bạn có thể nhìn tổng quan về cái thiết kế vẻ ngoài của mẫu chậu sứ này. Đây là mẫu chậu lavabo âm bàn đá. Và cảm quan về cái phần gia công hoàn thiện mình đánh giá rất là tốt. Về cái bề mặt sứ này rất là sáng bóng. Và ngay cả những cái phần chìm, phần sứ chìm không tráng men, mặt trước mặt sau của chậu mình đánh giá rất là tốt, gia công rất là tốt, rất là chỉn chu và không có chi tiết thừa hay lỗi nào. Bề mặt sứ của chậu thì là sứ trắng và bên lòng trong là có dán một cái con tem như này. Hầu hết các sản phẩm của Casa chậu sứ đều dán các con tem kiểu như vậy. Chúng ta có dập thương hiệu Casa này, một con tem ghi mã sản phẩm này L5113P-PVK. Một con tem bên cạnh là có ghi chứng nhận là đạt tiêu chuẩn PM6073-2005. Con tem cuối cùng phía dưới là con tem lưu ý trong quá trình sử dụng, có ghi rất rõ hướng dẫn người dùng các điểm lưu ý trong quá trình sử dụng mẫu chậu này, lắp đặt mẫu chậu này, cũng như là có đề một số các thông tin chi tiết về cái công ty Casa Việt Nam. Phía dưới chúng ta có một cái lỗ, đây là khe thoát tràn các bạn nhé. Mẫu chậu này có thiết kế là có bao gồm khe thoát tràn. Về kích thước thì theo như bản vẽ kỹ thuật mình để ở đây, các bạn có thể thấy chiều rộng tổng thể của mẫu chậu này là 530mm, chiều cao tổng thể là 195mm và chiều dài là 390mm. Và một điểm nữa mình cần lưu ý cho các bạn đó là đây là mẫu chậu lavabo âm bàn đá, thế nên sản phẩm này sẽ không hỗ trợ lắp vòi trên chậu các bạn nhé. Tất cả các sản phẩm vòi nóng lạnh hay vòi lạnh là đều phải gắn trên bàn đá. Và mình đánh giá đây là mẫu chậu âm bàn có thiết kế cực kỳ sang trọng và đẹp mắt, chính hãng đến từ thương hiệu Casa. Nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, hãy liên hệ ngay thông tin mình để trên màn hình ở đây hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi.